Hello everyone, my name is Ha and I'm an English teacher at Nậm Chảy Secondary School. Welcome to my lesson. Xin chào tất cả các em. Cô tên là Hà, cô là giáo viên tiếng Anh ở trường cấp 2 Nậm Chảy. Chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. Ôn tập thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta có phần các nội dung sau. Phần thứ nhất chúng ta ôn tập với thì quá khứ đơn. Phần thứ hai chúng ta ôn tập với thì hiện tại hoàn thành. Phần thứ ba là chúng ta sẽ so sánh hai thì này. Và phần cuối cùng đó là làm bài tập vận dụng. Ok, now let's start with part 1. Part simple tense. One form. Cấu trúc. Chúng ta sẽ có cấu trúc với động từ to be và cấu trúc với động từ thường. A thì quá khứ đơn với động từ to be. To be ở thì quá khứ sẽ có hai dạng, đó là to be was và to be were. Các bạn có thể nhớ là to be were ba chữ hoặc là were bốn chữ đấy. Với các cái chủ ngữ là I, she, he, it và các cái chủ ngữ số it thì sẽ đi với to be was. Còn các chủ ngữ là you, we, they và các chủ ngữ số nhiều thì sẽ đi với to be were. Dạ. Cô giáo có ví dụ sau. I was at school last week and they were at school last week. Yeah. Vậy thì từ hai ví dụ này chúng ta sẽ có thể rút ra cấu trúc của câu khẳng định sau là chủ ngữ cộng với was hoặc là were. Ok, được chưa? Câu phủ định thì chúng ta đã biết là chúng ta sẽ thêm not vào đằng sau to be, đúng không ạ? Vậy thì từ ví dụ của câu khẳng định chúng ta có thể viết các cái câu phủ định như sau. I was not at school that week and they were not at school that week. Đấy ạ. Chúng ta chỉ cần thêm not vào đằng sau to be. Dạ, rất là đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cấu trúc đó là chủ ngữ cộng với were not hoặc là was not. Được chưa? Và các bạn chú ý là was not được viết tắt là wasn't. Were not được viết tắt là wasn't. Ok. Dạ. Yeah. Vậy sang câu hỏi, nghi vấn thì chúng ta sẽ chuyển trợ động từ lên đầu câu để làm từ để hỏi. Chúng ta sẽ có ví dụ sau. Were you at school last week? Bạn ở trường tuần trước phải không? Phải, chúng ta trả lời là yes, I were. Còn không thì chúng ta sẽ trả lời là no, I wasn't. Chúng ta sẽ có cấu trúc của câu hỏi nghi vấn là to be was were cộng với động là chủ ngữ. Dạ. Trả lời thì chúng ta sẽ có hai phương án trả lời. Nếu trả lời là yes thì sẽ có chủ ngữ cộng với was. Còn trả lời là no thì chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng với wasn't hoặc là were. Ok. Next. Cấu trúc của thì quá khứ đơn với động từ thường. Cô giáo có hai ví dụ với động từ thường. One, I studied English yesterday and she went to Mường Khương Market last week. Đó. Có hai dạng động từ, đó là động từ có quy tắc thì chúng ta sẽ tương đối ed, động từ bất quy tắc, go bất quy tắc, động từ when nhé. Thì chúng ta phải học thuộc. Dạ. Từ đó chúng ta sẽ có cấu trúc của câu khẳng định với động từ thường. Ok, subject and verb ed, động từ có quy tắc. Verb to, động từ bất quy tắc ở cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc đấy. Dạ. Vậy thì từ đó chúng ta có thể chuyển sang câu phủ định. Như chúng ta đã biết thì ở động từ thường thì chúng ta phải mượn trợ động từ didn't, đúng không ạ? Để thêm not thì sẽ là didn't. Để cô giáo vẫn có ví dụ của câu phủ định như sau. I didn't study English yesterday. Tôi không học tiếng Anh ngày hôm qua. Được chưa? Vậy động từ đằng sau didn't là một động từ nguyên mẫu. Vậy chúng ta có thể rút ra được cấu trúc của câu phủ định. Đó là chủ ngữ cộng với didn't và cộng với một động từ nguyên mẫu. Ok. Với câu hỏi thì quá khứ ở động, với động từ thường, chúng ta sẽ chuyển trợ động từ did lên đầu câu
để làm từ để hỏi. Ok, ví dụ. Did you study English yesterday? Bạn học tiếng Anh ngày hôm qua phải không? Nếu phải thì chúng ta sẽ trả lời là yes, I did. Hoặc là no, I didn't. Thì từ đó chúng ta sẽ đưa ra cấu trúc của câu hỏi, đó là did cộng với chủ ngữ cộng với động từ nguyên thể. Được ạ? Trả lời, chúng ta có hai phương án trả lời. Yes or no. Yes, chủ ngữ cộng với did. Hoặc là no, chủ ngữ cộng với didn't. Ok. To, you. Cách sử dụng của thì quá khứ đơn. One. Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc hoàn toàn tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Mọi người nhé. Bây giờ có ví dụ này. She went to supermarket yesterday. Cô ấy đi siêu thị ngày hôm qua. Vậy thì cái hành động đi siêu thị của cô ấy đã xảy ra và kết thúc vào ngày hôm qua rồi. Được chưa? Next to. Diễn tả hành động xảy ra liên tiếp nhau trong quá khứ, giống như là kể về một câu chuyện đã xảy ra đấy. For example, yesterday morning I got up a stick, brushed my teeth or washed my face. Về dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn, thì quá khứ đơn thường đi với một số các cái trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ, ví dụ là yesterday, hôm qua. Okay. Ví dụ, I didn't go to school yesterday. Next, in cộng với một mốc thời gian trong quá khứ, in 1999. Or các cái từ kết hợp của chữ last, như là last week, last month, last night. For example, he bought this book last week. Okay. Và các cái khoảng thời gian cộng với ago, ví dụ 2 days ago, 3 months ago. Okay. Now we move to part 2, present perfect tense. Thì hiện tại hoàn thành. One, four. Và có hai ví dụ với thì hiện tại hoàn thành. I have studied English for 5 years and she had met him before. Chúng ta quan sát thấy chúng ta sẽ có trợ động từ have, had, và đằng sau đó là động từ ở dạng quá khứ phân từ. Từ đó chúng ta sẽ có cấu trúc của câu khẳng định, đó là chủ ngữ cộng với have hoặc là had cộng với động từ có quy tắc nói thêm ed. Động từ bất quy tắc của là ký hiệu là verb 3, chính là cột thứ ba trong bảng động từ bất quy tắc đấy, mọi người ạ. Và chú ý đối với chủ ngữ là I, you, we, they sẽ đi với have. Còn các chủ ngữ là she, he, it sẽ đi với have. Dạ. Câu phủ định thì chúng ta sẽ thêm not vào đằng sau trợ động từ have. Đó có ví dụ. I have not studied English for 5 years or she has not met him before. Dạ. Chúng ta chỉ cần thêm trợ động từ thêm not vào đằng sau trợ động từ thôi. Được chưa? Và các bạn chú ý là have not được viết tắt là haven't, has not được viết tắt là hasn't. Các bạn hiểu chưa? Câu hỏi nghi vấn ở thì hiện tại hoàn thành, chúng ta sẽ chuyển trợ động từ have và has lên đầu câu để làm từ để hỏi. Chúng ta sẽ có ví dụ sau. Have you done your homework yet? Trả lời yes or no. Yes, I have, or no, I have. Yeah. Vậy chúng ta sẽ có cấu trúc đó là have, or has, and chủ ngữ đến động từ ở dạng quá khứ, động từ bất có quy tắc để thêm đuôi ed, bất quy tắc ở cổ thứ ba đấy. Có trả lời là yes, chủ ngữ cộng have, has. No, chủ ngữ haven't and hasn't. Okay. To, you, cách sử dụng. Đây, thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có khả năng tiếp tục ở tương lai. I have an example. Lan have studied English for 5 years.
Lan học tiếng Anh được 5 năm rồi. Vậy cái hành động học tiếng Anh này là cô ấy đã bắt đầu từ 5 năm trước. Bây giờ cô ấy vẫn đang học tiếng Anh và cô ấy có thể tiếp tục học ở trong tương lai nữa. Dạ. Next. B. Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả hành động trong quá khứ khi mà chúng ta không rõ về thời gian nhưng mà kết quả của hành động này có ảnh hưởng đến hiện tại. Dạ. For example, I have lost my phone. Tôi bị mất cái điện thoại rồi. Okay. Đấy. Và tôi không biết là tôi mất từ bao giờ. Và bây giờ tôi không thể gọi cho ai được. Dạ. Two, he has done his homework. Anh ấy đã làm xong bài tập về nhà rồi. Vậy thì anh ấy đã làm xong rồi. Đó. Và bây giờ anh ấy có thể chơi game hoặc là làm một cái việc gì khác. Dạ. Three, dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành thì nó thường đi với các cái từ như là just, recently, lately, already, never, ever, và nó thường đứng sau have hoặc là has và đứng trước động từ quá khứ phân tử. Dạ, và có ví dụ I have just come back home. Anh ấy vừa mới về nhà. She has already done her homework. Cô ấy vừa mới làm xong bài tập. I have ever met him. Tôi đã từng gặp anh ấy. Vậy các bạn chú ý với các cái từ này sẽ đứng sau trợ động từ have had và đứng trước động từ quá khứ phân tử. Dạ. Next. Before, trước đây, và nó có thường đứng ở cuối câu. I have met him before. And next, dụng với từ for cộng với một khoảng thời gian. For example, for a year, for a long time. Thời gian trước, năm trước. Yeah. Tin cộng với một điểm thời gian này là mốc thời gian. For example, since 1992, since June. Ok. Yes, có nghĩa là chưa. Nó đứng vào cuối câu, thường được sử dụng trong câu phủ định và câu nghi vấn. For example, have you done your homework yet? Bạn đã tự làm bài tập về nhà chưa? Ok, ngoài ra còn sử dụng với các cái từ so far, until, up to now. Ok, vậy các bạn cứ nhìn thấy các cái từ này thì chúng ta sẽ sử dụng ở thì hiện tại hoàn thành. Part 3, so sánh giữa thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. Về cấu trúc là có sự khác biệt rồi, tôi bảo không nhắc lại nữa. Về cách sử dụng này, ở thì quá khứ đơn thì dùng để diễn tả hành động xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ. Và lấy ví dụ, I live in Lào Cai, tôi đã sống ở Lào Cai, và bây giờ tôi không còn sống ở Lào Cai nữa. Còn ở thì hiện tại hoàn thành cũng diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ, nhưng nó còn tiếp tục kéo dài đến hiện tại và tương lai. Cô giáo lấy ví dụ, I have lived in Lào Cai for 10 years. Tôi đã sống ở Lào Cai được 10 năm rồi. Vậy cái hành động này, tôi sống ở Lào Cai từ 10 năm trước, bây giờ tôi vẫn sống ở Lào Cai và có thể sau này tôi vẫn sống ở Lào Cai nữa. Được. Cái sự khác biệt thứ hai đó là ở thì quá khứ đơn thì hành động xảy ra tại thời điểm xác định trong quá khứ. Ví dụ, I met her last week, tôi gặp cô ấy tuần trước. Dạ. Còn ở thì hiện tại hoàn thành thì hành động xảy ra tại thời điểm không xác định trong quá khứ. Đó là mình không nhớ cái thời điểm đó là lúc nào đấy. Chúng ta sẽ sử dụng với thì hiện tại hoàn thành. Giờ lấy ví dụ, I have met her. Tôi đã từng gặp cô ấy, nhưng mà tôi không nhớ bao giờ đấy. Tôi nhớ không nhớ là tôi gặp bao giờ đấy. Được chưa? Part 4. Write it. Chúng ta sẽ đi cùng nhau đi làm một số bài tập sau. Bài tập thứ nhất, chọn đáp án A, B, C cho các câu sau. 1. She do her math homework yesterday. Vậy chúng ta nhìn lại câu người ta đã cho. Vậy chúng ta có thấy từ gì là dấu hiệu nhận biết đấy ạ? Ok. Yesterday. Đúng không ạ? Yesterday là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn. Đúng không ạ?
Và chúng ta quan sát ba đáp án, thì đáp án nào là từ quá khứ đơn nhỉ? Ok, các bạn nhìn thấy ạ. Do động quá khứ, động từ bất quy khác, quy tắc là did. Ok. Two, I lose my key, so I can't open that door. Tôi mất cái chìa khóa này mà tôi không thể mở được cái cửa này. Và đây là cách sử dụng thứ hai của thì hiện tại hoàn thành, đúng không ạ? Kết quả còn lưu lại được hiện tại đấy. Vậy chúng ta xem trong các câu này thì câu nào là chia ở thì hiện tại hoàn thành. Ok. B. Ok. 3. Đây là một dạng câu hỏi. Ta nhìn thấy có từ yes. À, dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Vậy trong này chúng ta sẽ có đáp án, đó là đáp án gì ạ? C, đúng không ạ? Ok. Next, 4. Last October, my dad buy me a new bike. Chúng ta có thấy dấu hiệu nhận biết là từ gì đấy ạ? Là từ gì ạ? Last October, đúng không ạ? Vậy dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn. Và động từ buy là động từ bất quy tắc. Các bạn chỉ cần nhớ từ bất quy tắc của động từ buy đó là gì thì mình sẽ tìm ra câu trả lời. Các bạn đáp án gì ạ? Đây, ok. And the last one. She eat in that restaurant for 2 years. Chúng ta có dấu hiệu nhận biết đó là từ for 2 years. Dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Vậy chúng ta sẽ loại bỏ đáp án, đó là đáp án C. Còn hai đáp án A and B. Vậy chủ ngữ là suy thì sẽ đi với trợ động từ, đó là hành. Vậy đáp án chính xác ở đây đó là đáp án D. Ok. Bài này khá là đơn giản, phải không ạ? Now, exercise 2. Give the correct form of the verb in the branches in the present perfect or past simple tense. Hãy đưa ra dạng đúng của các cái động từ trong ngoặc với thì hiện tại hoàn thành hoặc là thì quá khứ đơn. Và có 4 câu sau. 1. I can't remember the last time I go to the swimming pool. Ok. Hãy chúng ta xem câu này. Tôi không nhớ là lần cuối cùng tôi đi bể bơi là khi nào nữa. Vậy đây câu này không đề cập đến thời gian đây, các bạn. Vậy đây là dấu hiệu nhận biết cách sử dụng thứ hai của thì hiện tại hoàn thành. Vậy câu này chúng ta sẽ sử dụng ở thì gì ạ? Hiện tại hoàn thành, các bạn. Chủ ngữ là ai thì sẽ đi với trợ động từ, đó là have. Chủ want bất kỳ tắc go thành gone, được chưa? Đáp án của chúng ta sẽ là have gone. 2. The window open and a bird fly into the room. Đó. Cái cửa sổ thì mở, con chim thì sẽ bay vào phòng, được chưa? Bay vào phòng. Vậy thì giữa hai từ and này thì nó sẽ cùng chia một thì các bạn nhìn ạ. Fly thì chỗ này chúng ta chia thì hiện tại đơn, đúng không ạ? Fly, quá khứ của fly là flew. 3. Đây là dạng câu hỏi, đúng không ạ? Bạn quan sát. Your uncle last weekend. Đấy, chúng ta có từ last weekend. Dấu hiệu nhận biết của thì hiện quá khứ đơn. Vậy câu này chúng ta sẽ chia ở thì quá khứ đơn. Thế là gì ạ? Thì với trợ động từ did you phone your uncle last weekend? 4. I don't live with my family now and we not see each other for 5 years. Chúng ta quan sát câu này. For 5 years. Đó, dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Tôi không sống với gia đình tôi. Bây giờ tôi không sống với gia đình tôi và chúng tôi đã không gặp nhau được 5 năm rồi. Vậy năm trước
không sống với nhau và bây giờ không gặp nhau và bây giờ vẫn tiếp tục như vậy. Đây là cách sử dụng của từ hiện tại hoàn thành. Đó. Đó sẽ chia là haven't seen. Ok, dạ. Cô giáo có một bài tập về nhà cho các bạn. Choose the best answer A, B, C or D for each sentence. Hãy chọn đáp án đúng cho các cái câu sau. Cô giáo có 5 câu ở dạng trắc nghiệm. Dạ. Các bạn có thể làm bài tập này trên điện thoại hoặc là máy tính bằng cách truy cập vào địa chỉ quiz.com. Sau đó các bạn nhấn vào Join Again và nhập mã code của bài tập này. Sau đó các bạn nhập tên của mình và nhấn Start và các bạn có thể tiến hành làm bài. Các bạn lưu ý là thời gian làm bài cho mỗi câu là 30 giây. Mã code này có thời gian đến ngày 30 tháng 3 năm 2020. Và các bạn có thể tiến hành làm bài tập này trên điện thoại hoặc là máy tính. Các bạn cũng có thể làm lại nhiều lần nếu như muốn. Okay. Chúc các bạn làm bài tốt nhé. Ok. Vậy là vừa rồi cô giáo cùng các bạn đã ôn tập lại với hai thì, đó là quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. Hy vọng bài học vừa rồi sẽ giúp các bạn nhớ lại những kiến thức đã học. Ok, goodbye.